không có địa giới, không có sự phát khởi của địa giới có thể nắm bắt được. Không có thủy hỏa phong không thức giới, không có sự phát khởi của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Không có vô minh, không có sự phát khởi của vô minh có thể nắm bắt được. Không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Không có sự phát khởi của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não có thể nắm bắt được. Không có bố thí ba ba la mật đa không có sự phát khởi của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không có sự phát khởi của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được không có pháp không nội không có sự phát khởi của pháp không nội có thể nắm bắt được không có pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh không có sự phát khởi của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được không có chân như không có sự phát khởi của chân như có thể nắm bắt được không có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không có sự phát khởi của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có thể nắm bắt được, không có thánh đế khổ, không có sự phát khởi của thánh đế khổ có thể nắm bắt được, không có thánh đế tập diệt đạo, không có sự phát khởi của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được, không có bốn tịnh lự, không có sự phát khởi khởi của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không có sự phát khởi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Không có tám giải thoát, không có sự phát khởi của tám giải thoát có thể nắm bắt được. Không có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Không có sự phát khởi của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ có thể nắm bắt được. Không có bốn niệm trụ, không có sự phát khởi của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Không có bốn

năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có sự phát khởi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được, không có pháp môn giải thoát không, không có sự phát khởi của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không có sự phát khởi của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, không có mười địa Bồ Tát, không có sự phát khởi của mười địa Bồ Tát có thể nắm bắt được, không có năm loại mắt không có sự phát khởi của năm loại mắt có thể nắm bắt được, không có sáu phép thần thông, không có sự phát khởi của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được, không có mười lực Phật, không có sự phát khởi của mười lực Phật có thể nắm bắt được, không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, không có sự phát khởi của bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được không có pháp không quên mất, không có sự phát khởi của pháp không quên mất có thể nắm bắt được, không có tánh luôn luôn giả, không có sự phát khởi của tánh luôn luôn giả có thể nắm bắt được, không có trí nhất thiết, không có sự phát khởi của trí nhất thiết có thể nắm bắt được, không có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, không có sự phát khởi của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được, không có tất cả pháp môn đà la ni, không có sự phát khởi của tất cả pháp môn đà la ni có thể nắm bắt được không có tất cả pháp môn tam ma địa, không có sự phát khởi của tất cả pháp môn tam ma địa có thể nắm bắt được, không có quả dự lưu, không có sự phát khởi của quả dự lưu có thể nắm bắt được, không có quả nhất lai bất hoàn a la hán, không có sự phát khởi của quả nhất lai bất hoàn a la hán có thể nắm bắt được, không có quả vị độc giác, không có sự phát khởi của quả vị độc giác có thể nắm bắt được, không có tất cả hạnh đại bồ tát, không có sự phát khởi của tất cả hạnh đại bồ tát có có thể nắm bắt được. Không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không có sự phát khởi của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa của chư Phật, nói rõ thật tướng thế gian như thế,